chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Không biết là bạn còn nhớ cái video mà mình và Admin Kha đã lên để bán về chiếc Xiaomi Mi 8 của Admin Kha với mức giá là khoảng 3.990.000 hay không ạ? Đó, và cái video đó sau khi bọn mình lên thì đã có người mua máy của Admin Kha rồi. Đấy, và trong video bọn mình cũng đã chia sẻ đó là sau khi bán xong cái con Xiaomi Mi 8 đi thì Admin Kha sẽ nâng đời lên iPhone 11. Nhưng cuối cùng nó đã làm ngược lại các bạn ạ. Các bạn biết là Admin Kha mua sản phẩm gì không? Mua iPhone XS Max hay còn gọi là iPhone 10S Max thay vì mua iPhone 11. Đây, và các bạn có thể thấy luôn là cái iPhone này bọn mình mua nên là bọn mình mới dán vào cái thứ thoải mái như này nhá. Cái này thì mình dán ở bên nét đẹp tinh tế này. Đấy, thì mình dán vào như này. Video đó thì mình cũng đã làm rất là nhiều rồi. Và đây các bạn nhìn thấy không? Phiên bản tự hào Việt Nam, cờ đỏ sao vàng như này, chống dịch Covid, sờ vào rất là sướng đúng không nào? Nhưng sau khi mua xong cái sẩu này cách đây một thời gian rất là ngắn thôi thì bây giờ giá của nó đã giảm đi khá nhiều rồi. Mình nhớ không lầm là cái thời điểm thằng Kha nó mua cái này là nó dao động khoảng 15 triệu rưỡi. Đấy, lúc đấy thì nó cứ bảo mình là phân vân giữa iPhone 11 với XS Max, thì mình cũng đã nói là xong mua iPhone 11 đi cho nó có hiệu năng tốt hơn, cho nó có pin trâu hơn, camera nó đẹp hơn. Nhưng nó bảo không, nó thích mua iPhone XS Max vì mức độ hoàn thiện nó tốt hơn, vẻ màn hình nó đẹp hơn. Ok, nó mua rồi thì thôi phải chịu thôi. Nhưng bây giờ nó phải khóc ròng bởi vì rất đơn giản thôi. iPhone XS Max đang được bán tại Clickbuy bây giờ chỉ còn là 13.890.000 đồng các bạn ạ. Đấy, so với cả cái mức 15 triệu rưỡi ngày xưa mà nó mua là nó đã rẻ đi rất là nhiều rồi. Nhưng vẫn chưa hết. Đấy, khi các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê từ ngày 23 cho đến ngày 30 tháng 4 tại Clickbuy thì các bạn sẽ được giảm thêm 200.000 đồng nữa đối với cả iPhone 10S Max. Nghĩa là giá sẽ chỉ còn là 13.690.000 đồng và bất kỳ màu sắc nào cũng có nhé các bạn nhé. Cái màu mình đang cầm trên tay này là màu đen. Đấy, nhưng mà khi mình dán vào rồi thì nó là màu đen rồi nên là cũng thôi, cũng chả bóc ra nữa. Đang định bóc ra để cho bạn xem luôn. Đấy, đây là sản phẩm mà bọn mình dùng để chứng minh cho các bạn biết được là iPhone 10S Max chính bọn mình là những người lựa chọn mua, thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây, quay màn hình luôn, nói có sách, mách có chứng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đó là bọn mình sử dụng cái iPhone 10S Max này và việc ghi âm này. Các bạn nhìn được không? Rất là nhiều những cái file bọn mình ghi âm ở đây này. Đấy, mở hộp OnePlus 8 này, rồi là so sánh OnePlus 8 với cả 8 Pro này, rồi là các thứ vào đây này để bọn mình lưu cái file thu âm này. Đấy, các bạn thấy không? Rất nhiều luôn, hàng trăm file thu âm luôn đây này. Thằng Kha thì nó rất là lười biếng khi mà nó không đặt tên file như mình vẫn đặt tên file bình thường. Đấy, đây 7567 là quay video laptop này này, các bạn thấy không? Rất nhiều đây luôn, quay hàng trăm file ghi âm luôn để cho bạn xem. Và đây là chiếc iPhone XS Max mà mình đang sử dụng bây giờ. Rồi, vậy thì với mức giá là 13.690.000 đồng khi các bạn mua hàng tại Clickbuy bây giờ thì các bạn sẽ được nhận được một sản phẩm như thế nào? Đầu tiên là cái sản phẩm này là một sản phẩm hàng nguyên bản luôn và cam kết với các bạn là không có hàng dựng đối với cả iPhone 10S Max tại Clickbuy, và các bạn hoàn toàn có thể bung máy luôn tại cửa hàng nếu các bạn cảm thấy không yên tâm. Bung máy luôn, và mình cũng khuyên các bạn là cứ nên bung máy ra cho mình cho nó thoải mái. Nhưng mà mình cũng nói rõ đó là bung máy ra là không còn kháng nước kháng bụi đâu nhá. Nhưng mà nếu mà không yên tâm thì cứ bung máy ra để kiểm tra xem là hàng có còn nguyên bản hay không. Đấy, và tiếp theo nữa đó là những cái sản phẩm này thì về hình thức mình nhìn còn rất là mới luôn. Và thậm chí là cái phần trăm pin của cái con mà Admin Kha mua nó còn nguyên 100% pin cơ. Đấy, thì đấy chính là những ưu điểm để nói lên cho các bạn là cái hàng này nó vẫn còn rất là mới. Chúng ta sẽ mua một cái sản phẩm có thiết kế. Mình thì mình không thích thiết kế của iPhone XS Max đâu, nhưng mà về cái độ nhận diện thương hiệu của nó thì rất là tốt. Độ nhận diện thương hiệu thì vô cùng tốt luôn. Kể cả bây giờ các bạn có cầm Galaxy S20 Ultra của mình, chưa chắc người ta đã biết là bạn cầm chiếc điện thoại gì. Nhưng khi các bạn cầm iPhone XS Max lên, chắc chắn người ta đã biết là các bạn cầm một sản phẩm đắt tiền cái đã của Apple. Đấy, đúng nào. Đấy, rồi là nếu mà so sánh sang với cả iPhone 11 thì mức độ hoàn thiện của iPhone XS Max là tốt hơn iPhone 11 đấy nhá. Màn hình cũng đẹp hơn. Nhưng nếu mà so sánh sang với iPhone 11 thì hiệu năng của con này không thể bằng iPhone 11. Camera cũng không bằng iPhone 11. Đấy, thời lượng pin cũng không trâu bằng iPhone 11. Đấy, nhưng mà cơ bản là nó được cái màn hình. Và nếu mà bạn nào mà thiên hướng về giải trí nhiều và các bạn cảm thấy rằng là hiệu năng của iPhone 10S Max là quá đủ cho các bạn lựa chọn rồi, thì rõ ràng là với mức giá 13.890 rẻ hơn khoảng 1 triệu so với cả iPhone 11 cũng là một sự lựa chọn hợp lý chứ, đúng không nào? Đấy, thì hôm nay mình sẽ chỉ làm một cái video để nói cho bạn cái điều đó thôi. Có rất nhiều bạn cũng nói mình là sao với mức giá như thế này, tại sao không nghĩ đến chuyện là mua Samsung Galaxy Note 10 Plus tại Clickbuy, bởi vì Note 10 Plus tại Clickbuy bây giờ cũng chỉ có mức giá là khoảng 13.990 thôi. Bởi vì rất đơn giản, đó là
chúng ta có nhiều bạn, các bạn mua iPhone chỉ vì nó là iPhone thôi. Đấy, có rất nhiều những cái kiểu kiểu như vậy. Đấy, chúng ta mua iPhone bởi vì là cái độ nhận diện thương hiệu của nó dễ dàng, có hệ điều hành iOS để các bạn có thể đồng bộ hóa với cả MacBook, đồng bộ hóa với cả Apple Watch, với iPad, các thứ một cách nó dễ dàng hơn. Đấy, rồi là khi chúng ta mua iPhone là chúng ta sẽ có iMessage, chúng ta sẽ có FaceTime. FaceTime là một trong những nền tảng gọi điện video call tốt nhất thế giới bây giờ. Rồi là iMessage thì các bạn cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền khi chúng ta nhắn tin SMS, đúng nào. Chúng ta sẽ mua iPhone về để chúng ta có một cái sở nó yên tâm trong quá trình chúng ta sử dụng. Yên tâm ở đây là gì? Nghĩa là nếu mà hỏng hóc thì cái việc sửa chữa cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cả những thiết bị Samsung cùng tầm giá. Và chi phí sửa chữa cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cả những sản phẩm Samsung ở bên trong cùng tầm giá. Đấy, mua đi bán lại dễ dàng. Giữ giá thì thực ra bây giờ iPhone cũng không phải quá giữ giá đâu, nhưng ít nhất là so sánh sang với cả Samsung là nó giữ giá hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy Galaxy Note 10 ngày trước lúc đầu định giá là cao như nào, nhưng bây giờ giá cũng chỉ xem với cả iPhone 10 Max thôi, kiểu như vậy. Mua đi bán lại dễ dàng này, sửa chữa dễ dàng này. Đấy, có nhiều linh kiện, có nhiều ốp lưng, có nhiều cường lực. Đấy, vân vân. Đó chính là những lý do mà đôi khi chúng ta không nhất thiết phải dựa vào những thông số về cấu hình RAM, ROM, chip, rồi camera các thứ để chúng ta so sánh. Đó thì nhiều người lựa chọn mua iPhone chỉ vì lý do đó thôi. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về iPhone 10S Max 64GB quốc tế? Đây là hàng quốc tế nhé, chứ không phải giá của hàng lóc đâu. Tại Clickbuy đang có mức giá là 13.690.000 đồng sau khi đã trừ đi 200.000 đồng khi các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê. Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Công nhận ở lúc đầu mà mình mà làm video này mà để mức giá này chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ đây là hàng lóc đấy. Nhưng không, hàng quốc tế.